Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh mà Chúa Ngài cho chúng ta trải nghiệm được ở trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày. Cho tôi khuyến khích anh chị em ở trong thời giờ này, tinh thần của các buổi nhóm của chúng ta ở giữa tuần, chúng ta cảm tạ Chúa vì những việc Chúa làm trên đời sống của chúng ta, cũng như dâng lên Chúa lòng biết ơn về những điều Chúa cho chúng ta kinh nghiệm được Ngài trong sự đáp lời, chữa lành, trong những ân lành của Chúa. Cho nên chị em yêu dấu của tôi ở tại đây cũng như ở khắp nơi, ở dòng bình luận, xin hãy bày tỏ ra những điều chúng ta cảm ơn Chúa để chúng ta cùng nhau dâng cho Chúa tất cả vinh quang, vì Chúa của chúng ta là đấng đáng nhận nơi chúng ta sự ngợi khen và thờ phượng, cũng như lòng biết ơn của chúng ta, để chúng ta sẽ luôn kinh nghiệm được phước hạnh ở trong tay của Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng tôi cảm ơn Chúa vì buổi tối hôm nay đã được mời anh chị em chúng ta cùng nhau tiếp tục học loạt bài đời sống được Chúa Ngài sử dụng. Và tối hôm nay tôi mời anh chị em chúng ta cùng suy nghĩ về những điều đã khiến cho những con người Chúa dùng để thay đổi thế giới, để chúng ta có thể rút tỉa những bài học từ nơi kinh nghiệm của họ, cũng như đón nhận từ nơi Chúa sự trang bị mà Chúa Ngài đã trang bị cho họ, cũng như dành cho chúng ta ở trong ngày hôm nay, ở trong ơn quyền của Chúa. Cảm ơn Chúa. Công vụ chương 4 câu số 13 ghi lại cho chúng ta: khi thấy sự dạng dĩ của Phi-rơ và Giăng, biết rõ hai ông là những người tầm thường, ít học, thì họ đều kinh ngạc và nhận ra rằng hai ông đã từng ở với Đức Chúa Giê-xu. Chúng ta thấy tại đây những người lãnh đạo của Do Thái giáo trong lúc bấy giờ thấy sự dạng dĩ của Phi-rơ và Giăng thì họ lấy làm bối rối. Họ đặt một câu hỏi, đó là tại sao những con người tầm thường và ít học này lại có sự dạng dĩ và họ đã đem lại một kết quả lớn như vậy? Tạ ơn Chúa, họ kinh ngạc và rồi họ nhận ra một điều, đó là hai ông đã từng ở với Đức Chúa Giê-xu, ở gần Chúa, kinh nghiệm được quyền năng sự hiện diện của Chúa và được Chúa Ngài đông đầy bằng chính Thánh Linh của Ngài, cho nên họ đã kết quả như vậy. Cho nên em yêu dấu của tôi, hơn bao giờ hết có một nhu cầu cấp bách ở trong hội thánh của Chúa, chúng ta trở lại với uy quyền và quyền năng mà Chúa Ngài đã ban cho các sứ đồ. Và tôi tin rằng đây là thời điểm mà con dân của Chúa chúng ta phải đứng dậy để tỏa sáng ra. Và để chúng ta có thể tỏa sáng ra được thì chúng ta phải kinh nghiệm được ánh sáng của Chúa đến ở trên chúng ta và vinh quang của Ngài mọc lên trên đời sống của chúng ta. Thì có như vậy chúng ta mới có thể tỏa sáng được, có như vậy chúng ta mới có thể ảnh hưởng được như các sứ đồ, hội thánh đầu tiên là những người đã được Chúa dùng để thay đổi thế giới. Thế giới của chúng ta ngày hôm nay cũng cần kinh nghiệm được quyền năng mà Chúa có thể làm ở trong đời sống của chúng ta và xuyên qua đời sống của chúng ta. Một trong những chìa khóa để giúp cho chúng ta trở lại với quyền năng ở trong thời Tân Ước, đó là chúng ta nghiên cứu, chúng ta xem cuộc đời của những con người đã được Chúa Ngài sử dụng đại dụng, để chúng ta xem họ có những gì, và nếu chúng ta còn thiếu, xin Chúa cho để chúng ta có thể hoàn chỉnh, hầu cho chúng ta có thể ở trong vị trí mà Chúa có thể sử dụng chúng ta như Chúa đã dùng họ. Vì Đức Chúa Trời của họ cũng là Đức Chúa Trời của chúng ta. Đức Thánh Linh đã hành động ở trong họ như thế nào cũng cùng một Đức Thánh Linh mà chúng ta có thể nhận được và chúng ta có thể kinh nghiệm được quyền năng của Ngài thi thố xuyên qua đời sống của chúng ta. Cho nên chị em yêu dấu, hãy chuẩn bị đời sống của mình để chúng ta đón nhận ở trong ơn của Chúa. Tối hôm nay chúng ta cùng xem để chúng ta thấy những con người này họ có cái gì đặc biệt như vậy mà Chúa đã sử dụng họ. Điều đầu tiên mà tôi mời anh chị em chúng ta suy nghĩ, đó là họ là những con người có sự hiến dâng đời sống của mình một cách không phủ nhận được. Chúng ta nhìn đời sống của họ, chúng ta thấy họ tận hiến cho Chúa, họ giao cho Chúa tất cả mọi mặt của đời sống của họ, và rồi Chúa Ngài đã sử dụng. Chúng ta thấy sự hiến dâng của họ được thấy rõ ở trong cơn bắt bớ. Có lửa, có khó khăn mới biết đá vàng. Đây là một cái sự thử thách mà chúng ta thấy rằng đã lộ ra những con người này, thực chất của họ là gì. Trong một chương 4 câu 19, nhưng Phi-rơ và Giăng trả lời rằng: chính các ông hãy suy xét, trước mặt Đức Chúa Trời có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng? Họ có một cái quyết tâm và họ đã đi đến một cái vị trí, đó là họ chọn vâng lời Đức Chúa Trời dù cái giá mà họ phải trả là gì. Chúng ta thấy lời họ nói tại đây là cho những người lãnh đạo của Do Thái giáo đang hạch hỏi họ,
đang bắt bớ họ. Nhưng mà chúng ta thấy ở tại đây, họ đã có một quyết tâm. Với quyết tâm đó là họ tận hiến đời sống của họ cho Chúa. Và tận hiến đời sống của họ trong mức độ mà chúng ta thấy tại đây, để giảng tin lành của Chúa và để rao báo ra ơn cứu rỗi của Chúa. Họ sẵn sàng vâng lời Chúa bất chấp mọi giá mà họ phải trả. Cảm ơn Chúa. Tòa công luận dọa và cấm không cho họ rao giảng danh của Đức Chúa Giêsu. Nhưng Phi-rơ và Giăng đã lập tức trả lời, họ sẽ tiếp tục nói về cứu Chúa của họ. Và đây là một quyết tâm mà chúng ta thấy rằng rất là quan trọng, mà chúng ta cũng cần có trong đời sống của chúng ta. Dù bị hăm dọa và đối diện với thách thức tứ bề, họ vẫn tiếp tục rao giảng Đức Chúa Giêsu. Và đây là một quyết tâm xin Chúa cho để chúng ta cũng có được ở trong đời sống của chúng ta. Có một câu chuyện kể, một vị mục sư bị bắt ở trong chiến tranh giữa Bắc Hàn và Nam Hàn. Và sau nhiều ngày bị giam giữ, chỉ có một vị mục sư được trả tự do trở về. Ông chịu nhiều lời gièm pha dị nghị. Chắc ông là một con người hèn nhát, cho nên đã được người ta trả tự do. Một thời gian sau, thì có một sĩ quan của quân đội Bắc Hàn chiêu hồi và đã tìm đến vị mục sư này để xin ông hướng dẫn mình tin Chúa. Và người ta thắc mắc hỏi lý do tại sao. Thì vị sĩ quan này đã kể khi ông tra tấn và hỏi những ai chối đức tin của mình bước sang một bên, thì tất cả đã bước sang một bên. Dưới chỉ có vị mục sư này, ông đứng một cách can đảm và đứng yên tại chỗ của mình. Ông nói rằng, Đức Chúa Giêsu đã cứu tôi, đã đối xử với tôi một cách tốt đẹp, tôi không thể nào có thể chối Ngài được. Thế là ông bị dẫn đi và ra bên ngoài thì được trả tự do. Những người còn lại đã bị bắn chết sau đó vì sự hèn nhát của họ. Đức tin của vị mục sư này trung thành với Chúa gây một ấn tượng sâu xa trong lòng của vị sĩ quan này, cho đến khi ông tìm gặp vị mục sư này, ông kể lại câu chuyện này và xin được hướng dẫn để tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa của đời sống. Anh chị em yêu dấu của tôi, lịch sử của Hội Thánh của Chúa ghi lại những con người mà Chúa Ngài đại dụng sử dụng. Đó là những con người quyết tâm dâng hiến đời sống của mình một cách trọn vẹn ở trong tay của Chúa. Dù tính mạng có thể bị đe dọa, nhưng vì phúc âm cứu rỗi của Chúa là điều duy nhất mà người ta có thể nghe để được cứu. Và danh Đức Chúa Giêsu là danh duy nhất để ban cho loài người chúng ta ở dưới trời này, để chúng ta có thể kêu cầu và được cứu. Vì chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Và biết được cái điều hết sức là then chốt này, thì vị mục sư này đã bằng lòng, cũng như các sứ đồ đã bằng lòng hy sinh luôn cả mạng sống của mình để giảng cho được, để chia sẻ cho bằng được tin lành cứu rỗi của Chúa và rao giảng danh của Đức Chúa Giêsu. Dù họ có bị bắt bớ, họ có bị hăm dọa, nhưng họ đã quyết tâm, cho chúng ta thấy được cái sự hiến dâng ở trong đời sống của họ một cách không thể phủ nhận được. Họ rõ ràng dâng trọn đời sống của mình cho Chúa. Cảm ơn Chúa. Và sự hiến dâng của họ không xây dựng một sớm một chiều. Và chúng ta thấy tại đây là một cái tiến trình, đó là chúng ta có thể thấy được họ đã từng phụ lòng Chúa ở trong đời sống của họ. Nhiều lần Chúa đã sửa dạy họ vì họ thiếu đức tin. Và chúng ta còn nhớ khi lính đánh bắt Chúa ở trong giường Gethsemane, thì tất cả các môn đồ của Chúa đã bỏ chạy. Phi-rơ thì theo Chúa xa xa, và cuối cùng thì ông đã chối Chúa 3 lần ở trong sân của thầy cả Cai-phê. Thì chúng ta thấy ở đây họ là những con người vốn yếu đuối, nhút nhát, hèn nhát. Nhưng cảm ơn Chúa, một biến cố đã xảy ra trong cuộc đời của họ, khiến cho họ đã trở nên những con người dấn thân cho Đức Giêsu. Và cảm ơn Chúa, Chúa đã bắt đầu xây dựng cái sự hiến dâng can đảm ở trong họ. Cũng vậy anh chị em, khi chúng ta chịu dấn thân, Đức Chúa Giêsu sẽ bắt đầu xây dựng sự hiến dâng can đảm ở trong chúng ta. Vì Chúa Ngài có thể yểm trợ chúng ta bằng quyền năng của Chúa, bằng sự sức dầu của Ngài, luôn cả sự dạn dĩ can đảm, khi Chúa Ngài đổ đầy Thánh Linh của Ngài trên chúng ta. Nhưng Chúa không làm được cho đến khi chúng ta can đảm, dũng cảm đứng lên để chúng ta sống cho Chúa, và bằng mọi giá chúng ta giảng Đức Chúa Giêsu, chúng ta ra đi trong quyền năng của Ngài. Dù gặp bắc bớ khó khăn, chúng ta vẫn quyết tâm làm công việc này. Chúa Ngài sẽ ban phước ở trên những tấm lòng, những đời sống như vậy. Ngợi khen Chúa. Chúng ta trở lại với câu gốc của chúng ta, Công vụ chương 4 câu 13. Khi chúng thấy sự dạn dĩ của Phi-rơ và Giăng, biết rõ rằng
đây là những người dốt nát không học, hay là những người tầm thường không có học thức cao, thì đều lấy làm lạ, lại nhận biết hai người đã từng ở với Đức Chúa Giêsu. Tôi tin rằng đã đến lúc chúng ta dấn thân cho chính nghĩa của Đức Chúa Giêsu, Đấng đã gây dựng cuộc đời hiến dâng và dấn thân trong Phi-rơ và Giăng. Ngài cũng sẽ làm cho đời sống của mỗi một chúng ta khi chúng ta quyết tâm đứng dậy và tỏa sáng ra. Chúng ta tận hiến đời sống của mình cho Ngài. Thứ hai chúng ta thấy được về những con người này, đó là họ là những người có uy quyền thuộc linh không thể thắc mắc được. Và đây là chỗ then chốt khác mà chúng ta có thể thấy được. Công vụ chương 4 câu 10. Thì hết thảy các ông và cả dân Israel đều khá biết, ấy là nhân danh Đức Chúa Jesus Christ ở Nazareth, Đấng mà các ông đã đóng đinh trên thập tự giá, và Đức Chúa Trời đã khiến từ cái chết sống lại. Ấy là nhờ Ngài mà người này được lành mạnh, hiện đang đứng trước mặt các ông. Cảm ơn Chúa. Trước khi về trời, Đức Chúa Giêsu Ngài đã ủy quyền cho hội thánh. Ủy quyền của họ cũng như chúng ta không đến từ con người, nhưng mà đến từ Đức Chúa Trời, đến từ Đức Chúa Giêsu, khi Ngài tuyên bố tất cả quyền phép trên trời dưới đất là giao trong tay ta. Hãy đi. Chúa Ngài sai phải chúng ta đi ra trong thẩm quyền đó, để chúng ta có thể kết quả ở trong ơn của Chúa. Ngợi khen Chúa vì sự ban cho của Ngài ở trong đời sống của chúng ta. Khi Chúa Ngài hứa với chúng ta tất cả những cái quyền năng của ba ngôi Đức Chúa Trời đều dành sẵn cho chúng ta qua danh của Đức Chúa Giêsu. Vì tất cả những lời hứa của Đức Chúa Trời ở trong Đức Chúa Giêsu Christ là phải và amen. Ngợi khen Chúa. Và chúng ta có thể bước đi trong uy quyền này vì Chúa Ngài đã ủy quyền cho hội thánh. Vấn đề là chúng ta cần phải nhận biết cái sự uy quyền của Chúa để chúng ta ra đi trong thẩm quyền mà Chúa Ngài ban cho, và cho đời sống của chúng ta có thể kinh nghiệm được phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Anh chị em là cơ đốc nhân, chúng ta không phải là những người ăn bám, nhưng mà chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời ở trong vương quốc, được sai phái ra đi với quyền phép, với uy quyền thuộc linh mà Chúa Ngài đã uy quyền cho chúng ta và sai phái chúng ta đi ra. Hãy nhận biết thẩm quyền này. Như Chúa Ngài bảo chúng ta, kẻ tin sẽ được các dấu lạ này đi theo, cặp theo. Cảm ơn Chúa, chúng ta có thể ra đi trong thẩm quyền mà Chúa Ngài đã ủy thác cho chúng ta. Và Chúa Ngài cũng hứa cho những ai muốn làm nhân chứng cho Chúa, thì khi Chúa Ngài đổ Thánh Linh của Ngài xuống, bởi sự thăm viếng, bởi sự giáng xuống của Đức Thánh Linh trên những cuộc đời này, mà họ có thể nhận lấy quyền phép và trở nên những nhân chứng đầy quyền năng của Chúa. Anh chị em yêu dấu của tôi, hãy nhận biết và đón nhận thẩm quyền này, rồi chúng ta ra đi. Và trong uy quyền mà Chúa Ngài ban cho đó, chúng ta có thể rao giảng tin lành của Chúa, tin lành quyền năng của Ngài, và chúng ta thực thi thẩm quyền Chúa Ngài ban cho trong việc chúng ta giải cứu những người bị ma quỷ áp bức, chữa lành cho họ. Chúng ta có thể thấy và chúng ta có thể giúp đỡ cho những người có cần và họ có thể kinh nghiệm được sự tự do. Chúng ta có thể nhìn thẳng vào mắt của ma quỷ, nó đang ở trong những nạn nhân đó, và chúng ta truyền lệnh trục xuất nó ở trong uy quyền và danh của Đức Chúa Giêsu thì nó phải ra. Tôi nhớ trong chuyến đi vừa qua ở tại Cà Mau, có một thiếu nữ đã chơi thiên linh cái và gặp rất là nhiều sự khó khăn, bị cầm buộc. Nó giữ cho thiếu nữ này không thể bước ra được khỏi các hàng ghế để đến để nhận sự tự do. Và cảm ơn Chúa, trong thẩm quyền Chúa Ngài ban cho, các chị em đi cùng đã giúp đỡ, và cuối cùng thì người thiếu nữ này đã tiến lên. Và cảm ơn Chúa, trong ơn của Chúa, trong danh quyền năng của Chúa, thì sự công bố và truyền lệnh quỷ đã ra khỏi. Những khế ước, tất cả những gì mà người thiếu nữ này đã lập với thế giới tối tăm đã được quỷ phá trong danh Đức Chúa Giêsu. Cuối cùng cô được sự tự do. Và chúng ta cũng thấy những trường hợp khác, quỷ hét lớn tiếng lên và ra khỏi những người nó ám, bởi vì danh của Đức Chúa Giêsu, thẩm quyền mà Chúa Ngài đã ủy quyền cho hội thánh được sử dụng. Kết quả đó là người ta được tự do, người ta kinh nghiệm được sự tự do trong ơn của Chúa, kinh nghiệm được sự chữa lành trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa, khi quỷ câm và điếc được trục xuất ra khỏi những con người, những em bé, thì họ đã nghe, đã nói lần đầu tiên trong cuộc đời của mình. Tạ ơn Chúa vì thẩm quyền mà Chúa Ngài đã ủy quyền cho chúng ta. Và đó là điều khiến cho các sứ đồ, hội thánh đầu tiên đã trở nên những con người biến đổi thế giới này, khi họ đứng ở trong uy quyền mà Chúa Ngài ban cho và phục vụ trong uy quyền đó. Cảm ơn Chúa. Điều thứ ba chúng ta có thể thấy được về những con người này, đó là họ là những con người có đức tin không nào núng. Tạ ơn Chúa, đức tin của họ vững vàng ở trong Chúa.
Đức tin của họ thật là mạnh mẽ, ảnh hưởng đến những người xung quanh. Cảm ơn Chúa. Thứ Hebrew chương 11 câu 1 cho chúng ta định nghĩa của đức tin. Mà xin Chúa nghe cho chúng ta nghe và được nhắc nhở một cách tươi mới ở trong thời gian này. Và đức tin là sự biết chắc vững vàng. Xin Chúa cho chúng ta có một cái sự biết chắc vững vàng về những điều mà Chúa Ngài đã hứa với chúng ta và những điều mà Chúa Ngài bảo chúng ta có thể làm được. Và chúng ta chọn tin nơi lời của Chúa, tin nơi uy quyền mà Chúa Ngài ủy thác cho chúng ta, và để rồi chúng ta có thể thấy nó thể hiện trong đời sống của chúng ta. Và đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Mắt của chúng ta có thể chưa thấy cái người đó được tự do, mắt chúng ta có thể chưa thấy cái người đó được chữa lành, nhưng bởi đức tin chúng ta tin chắc rằng danh của Đức Giê-xu khi công bố ra luôn có kết quả, huyết của Đức Giê-xu khi công bố ra luôn có kết quả. Và chúng ta tin nơi thẩm quyền mà Chúa Ngài đã ban chúng ta có quyền ở trên quỷ dữ, của rắn, của bò cạp, của bệnh tật. Thì khi chúng ta sử dụng bởi đức tin, chúng ta sẽ thấy những điều kỳ diệu này xảy ra cho chúng ta. Chúng ta thấy bởi đức tin hội thánh đầu tiên đã ra đi và làm đảo lộn thế giới trong lúc bấy giờ. Chúng ta thấy người què được đi, người mù được thấy, những người điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, và công việc của Đức Chúa Trời đã thực hiện xuyên qua họ. Anh chị em yêu dấu, chúng ta cũng đang kinh nghiệm những điều này. Cho nên hãy kiện toàn đức tin của mình nơi Chúa như hội thánh đầu tiên. Cảm ơn Chúa. Trong chuyến đi vừa qua ở tại Việt Nam, chúng tôi thấy được những công việc mà Chúa Ngài làm. Những người ốm đau, những người què quặt, những người mắt mù, những người tai điếc đã được chữa lành. Và cảm ơn Chúa, các mục sư, những nhân sự đã được huấn luyện. Các con cái của Chúa khi đã được huấn luyện về sự chữa lành, về trường chữa lành. Cảm ơn Chúa họ đã đứng dậy và đem lại những kết quả mà chúng ta thấy rất là rõ ràng, có thể kiểm chứng được. Có những người đã câm 38 năm. Và cảm ơn Chúa, một cô trong đoàn của chúng ta đã sau khi được huấn luyện, đã công bố danh của Đức Giê-xu và truyền lệnh cho quỷ câm phải ra khỏi, thì người này đã bắt đầu nói. Chúng ta ngợi khen Chúa vì kết quả mà chúng ta thấy được, không phải vì chúng ta, nhưng mà bởi thẩm quyền của danh của Đức Giê-xu, thẩm quyền Chúa ủy thác cho chúng ta, và chúng ta bởi đức tin, chúng ta bước ra và chúng ta sử dụng danh của Chúa Giê-xu như Chúa Ngài đã cho chúng ta được đặc ân này, đặc quyền này, thì chúng ta thấy kết quả thật là phước hạnh. Và cảm ơn Chúa, người ta trở lại tin Chúa khi nếm trải được quyền năng chữa lành và chứng kiến quyền năng của Chúa thể hiện ra trong việc giải cứu, trong việc chữa lành, trong ơn của Chúa. Chúng ta ngợi khen Chúa. Đức tin của hội thánh đầu tiên, của những con người đã được Chúa Ngài sử dụng, chúng ta thấy rằng đã khiến cho họ hoàn toàn không nao núng. Chúng ta nhớ Phao-lô và Si-la bị đánh đòn, bị cung, bị xiềng, nhưng mà đức tin của họ không nao núng ở trước hoàn cảnh đó. Đến độ họ có thể hát được ở trong tù. Trong nhà tù họ hát không phải là hát nhỏ để cho hai người chỉ nghe mà thôi, nhưng mà tất cả các tù phạm ở tại thành Philip đều nghe hai sứ đồ ca ngợi Chúa. Và cảm ơn Chúa, họ đã kinh nghiệm được sự bứt phá, và thiên đàng đã đem quyền năng đến, khiến cho xiềng ở trên tay, trên cổ chân của những con người này đều rớt xuống, cửa ngục mở toang ra, vì quyền năng của Chúa đã đến bởi sự tin, bởi đức tin và bởi lòng tin chắc, khiến cho thiên đàng đã hành động cho những con người tin Chúa một cách không nào núng đó. Chúng ta còn nhớ Ê-tiêm, ông ngước mắt lên nhìn thấy Đức Giê-xu đứng lên, có lẽ Ngài đang chào đón ông. Ngay cả những giây phút đó, người ta đang ném những hòn đá vào ở trong người của ông. Tôi có thể hình dung những hòn đá ném vào ở trong đầu của ông, có thể lúc đó đổ máu. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Ê-tiêm bởi đức tin không nao núng, không chối Chúa, không từ chối đức tin của mình, nhưng mà vẫn tin. Và cuối cùng chúng ta thấy ông thấy Đức Giê-xu đứng lên từ nơi bên hữu của Chúa Cha đó. Chúng ta thấy vị trí của Ngài, Ngài ngồi bên hữu Chúa Cha để cầu thai, nhưng mà Ngài vui lòng về cái người đầy tớ có đức tin này. Và hình ảnh mà Ê-tiêm thấy đó là Chúa Ngài đứng dậy. Tôi tin rằng Chúa Ngài đứng dậy để chào đón ông. Công tác của con ở trên đất đã hết, và bây giờ con được vào để ở trong sự hiện diện của ta. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy trọng trách càng lớn thì sự vinh hiển càng nhiều và sự đắc thắng càng vinh diệu. Cho nên anh chị em yêu dấu của tôi, hãy kiện toàn đức tin của mình
Đừng để nao núng trước những nghịch cảnh, trước những thách thức, trước những bất bơ. Đứng vững, để rồi chúng ta sẽ thấy những kết quả kỳ diệu mà Chúa ngài làm xuyên qua đời sống của chúng ta. Thứ tư, chúng ta thấy đây là những con người mà sự thánh khiết không chỗ trách được. Yếu tố này rất quan trọng. Và tôi muốn chia sẻ để khích lệ, để kêu gọi anh chị em yêu dấu của tôi, những người muốn được Chúa ngài sử dụng, chúng ta phải có một đời sống thánh khiết ở trước mặt Chúa. Đừng để những cái vui tạm ở trong đời này khiến cho chúng ta rơi vào sống ở trong tội lỗi. Vì tội lỗi làm cắt mạch điện với Chúa, che chúng ta, khuất chúng ta khỏi sự hiện diện và quyền năng của Đức Chúa Trời. Tội lỗi làm cho chúng ta mất đi ân quyền của Chúa. Cho nên chọn sống một đời sống thánh khiết ở trước mặt Chúa, và chúng ta không thỏa hiệp với bất cứ một điều gì. Chúng ta cũng không dại dột bước vào trong những cái bẫy mà Satan nhăn ra ở trước mặt chúng ta, mà chúng ta chọn một sự sống thánh khiết ở trước mặt Chúa. Kinh Thánh dạy chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta là những người thánh, chúng ta là hội của các thánh đồ, chúng ta là hội thánh của Chúa. Cho nên Chúa ngài đã định cuộc đời của chúng ta phải sống ở trong sự thánh khiết, ở trong ơn của Chúa. Sự thánh khiết tuôn chảy từ một tấm lòng thánh khiết. Cho nên chị em yêu dấu, lời của Chúa bảo chúng ta là khá cẩn thận giữ tấm lòng con hơn hết, vì các nguồn của sự sống do nơi nó mà ra. Nếu tấm lòng của chúng ta mà thánh khiết thì chúng ta thấy nguồn của sự sống sẽ tuôn đổ từ đó. Vì Chúa của chúng ta là thánh, ngài là đấng thánh tuyệt đối, và Đức Thánh Linh cũng là Thánh Linh. Cho nên chúng ta thấy rằng Chúa ngài không thể hoạt động, Chúa ngài không thể sử dụng chúng ta nếu đời sống của chúng ta sống ở trong tội lỗi, sống ở trong sự nhơ nhớp của tội lỗi, của những thú vui của đời này. Sự thánh khiết không thể đến từ luật pháp, lệ định hay là giáo quyền, nhưng mà sự thánh khiết nó được đến bởi đấng thánh khiết, bởi sự ban cho của Chúa. Cho nên chúng ta hãy ở gần Chúa như hai vị sứ đồ đã được tòa công luận, những người lãnh đạo của Do Thái giáo nhận biết hai người này có một cái sự dạng dĩ phi thường này, dù cho họ là những người ít học, dù cho họ chỉ là những người tầm thường, nhưng mà vì họ đã dành thời gian ở bên cạnh, ở gần với Chúa Giêsu, cho nên sự thánh khiết của Chúa, quyền năng của ngài đã đến ở trên đời sống của họ. Anh chị em yêu dấu của tôi, chúng ta không thể nào lãng quên hay là sao lãng cái thời giờ chúng ta ở bên cạnh Chúa. Khi chúng ta ở bên cạnh Chúa, Chúa ngài sẽ chỉ ra cho chúng ta những điều bất khiết. Vì chính ở trong sự hiện diện của ngài, chúng ta còn nhớ Esai khi thấy các thiên sứ ngợi khen thờ phượng Chúa ở trong Esai chương 6 đó. Ông nhìn lại như là một cái phản ảnh, như là một cái gương soi. Ông thấy ngay lập tức môi miệng của ông và dân sự của ông là những môi miệng dơ dãi ở trước mặt Chúa. Vì những lời nói và những cái công việc mà họ đã sử dụng môi miệng của họ khác hẳn với cách mà các thiên sứ Seraphim dùng môi miệng của mình để ngợi khen Đức Chúa Trời. Khi chúng ta ở gần Chúa, đấng thánh khiết, ánh sáng của ngài sẽ chiếu rọi, và những chỗ khiếm khuyết ở trong đời sống của chúng ta, những chỗ mà chúng ta cần thấy sẽ được lộ ra trong ơn của Chúa. Như chúng ta thấy khi chúng ta sơn phết một căn phòng, mà nếu ánh sáng ở trong căn phòng đó là nó chỉ vừa đủ, chúng ta nghĩ rằng vậy cái vách tường mà chúng ta sơn đó là nó trọn vẹn. Nhưng một khi chúng ta bật đèn sáng lên, chúng ta sẽ thấy những chỗ sụp dưa, chúng ta sẽ thấy những cái chỗ mà chúng ta cần phải hoàn chỉnh. Thì cũng vậy, khi chúng ta ở gần với Chúa của sự sáng, ánh sáng của ngài sẽ làm lộ ra những cái khiếm khuyết ở trong đời sống của chúng ta. Cho nên hãy dành thời giờ ở trong sự hiện diện của Chúa. Như chúng ta đã học ở trong tuần rồi, những con người được Chúa sử dụng là những con người ham mến, những con người khao khát được ở trong sự hiện diện của Chúa. Vì tại đó sẽ giúp đỡ cho chúng ta. Người Việt của chúng ta có câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Lời của Chúa cũng dạy chúng ta phải nhớ rằng bạn bè xấu có thể làm hư thối nó tốt. Chúng ta gần gũi ai, chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi người đó. Chúng ta ở trong môi trường nào, môi trường đó có thể ảnh hưởng trên đời sống của chúng ta. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chúa Giêsu là sự sáng của chúng ta. Hãy ở gần ngài để chúng ta sẽ được ảnh hưởng bởi ánh sáng của Chúa, chiếu rọi trên cuộc đời của chúng ta, những khiếm khuyết được hoàn chỉnh, hầu cho chúng ta có thể trở nên những khí cụ hữu dụng ở trong tay của Chúa. Anh chị em còn nhớ điều mà tôi đã học được nhiều năm về trước, và tôi nhắc nhở luôn ở trong đời sống của mình và anh chị em, đó là Đức Chúa Trời có thể sử dụng một cái bình cũ.
dù chúng ta già nua tuổi tác như thế nào, Đức Chúa Trời vẫn có thể sử dụng chúng ta. Ngài có thể sử dụng một cái bình bể. Dù cuộc đời của chúng ta trước đây nó có đổ bể, nó có tan nát như thế nào, Chúa Ngài có thể chữa lành, Chúa Ngài có thể hàn gắn, và Ngài có thể sử dụng chúng ta. Ngài có thể sử dụng một cái bình cũ, một cái bình bể. Nhưng Chúa không thể nào sử dụng một cái bình dơ bẩn được. Chúng ta cần phải sống một cách thánh khiết như các sứ đồ trong hội thánh đầu tiên đã sống ở trong ơn của Chúa. Thì như vậy, họ đã được Chúa Ngài sử dụng ở trong ơn của Chúa. Nhắc lại, sự thánh khiết là bông trái của một mối tương giao mật thiết với Đấng Christ là Đấng Thánh. Hội thánh mà Đức Chúa Giêsu trở lại để tiếp rước cũng là một hội thánh không tì không vết. Cho anh chị em yêu dấu của tôi, ngoài việc chúng ta quyết tâm sống một đời sống như thế nào để Chúa có thể sử dụng chúng ta, thì chúng ta còn nhớ một điều, đó là Chúa Giêsu Ngài chỉ tiếp rước, khi Ngài trở lại chỉ tiếp rước một hội thánh không tì không vết, không chỗ trách được. Xin Chúa cho để chúng ta nhận biết điều đó, và để Thánh Linh Ngài cáo trách, Ngài chỉ ra những điều mà chúng ta có thể đang vấp phạm. Chúng ta đang ở trong một cái vị trí, ở trong một mối tình, hay bất cứ một công việc gì nó làm cho đời sống của chúng ta bị ô uế. Anh chị em và dâu của tôi, tất cả những điều đó không xứng đáng, không thể so được trong đời sống được Chúa Ngài ban phước. Sự hiện diện của Chúa luôn ở cùng, và Chúa đại dụng chúng ta cho công việc của Ngài. Cho nên anh chị em yêu dấu, hãy quyết tâm, hãy tấn tới trong ơn của Chúa. Đừng để cho tội lỗi và sự cám dỗ kéo chúng ta ra khỏi vị trí của một sự sống thánh khiết mà Chúa Ngài đòi hỏi, để chúng ta có thể được Chúa Ngài sử dụng. Hãy rửa sạch đời sống của chúng ta như một cái bình dơ bẩn cần được rửa sạch, để Chúa Ngài có thể sử dụng chúng ta trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Hội thánh phải trong sạch và thánh khiết, vì như chồng của nàng là Đức Chúa Jesus Christ, Đấng trong sạch và thánh khiết, chúng ta phải trở nên thánh khiết. Và lý do tại sao Đức Chúa Trời Ngài dạy chúng ta, đó là các ngươi phải nên thánh vì ta là thánh. Hãy để công tác của Đức Thánh Linh thánh hóa chúng ta mỗi ngày, được trở nên trong sạch tinh rồng ở trong ơn của Chúa, để chúng ta có thể trở nên những khí cụ sẵn sàng được đưa và sử dụng ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Điều thứ năm mà tôi mời anh chị em suy nghĩ, đó là họ là những người có quyền năng ngũ tuần không thể dập tắt được. Cảm ơn Chúa. Công vụ chương 4 câu 33: các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ, và hết thảy đều được phước lớn. Cảm ơn Chúa. Các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn. Quyền phép của Chúa, chúng ta thấy theo như cụm từ này, như vậy là có những mức độ. Đã là quyền phép của Chúa, rồi quyền phép lớn. Và tại đây chúng ta thấy từ ngữ rất lớn. Các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn và làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ, và hết thảy đều được phước lớn. Cảm ơn Chúa, kinh nghiệm ngũ tuần đã để lại sự khác biệt ở trong đời sống của họ. Chúng ta còn nhớ trước ngày lễ ngũ tuần, họ là những con người hèn nhát, những con người xác thịt, họ cố vị tham quyền. Chúng ta còn nhớ trong những giây phút cuối trước khi Đức Chúa Giêsu bước vào trong sự thương khó, thì các môn đồ của Chúa lại tranh với nhau xem ai là người lớn hơn hết ở trong thiên đàng. Rồi chúng ta thấy có những lời yêu cầu và mong muốn ngồi được bên hữu bên tả của Chúa. Chúng ta thấy họ vốn ở trong cái chỗ xác thịt, nhưng cảm ơn Chúa, kinh nghiệm trên phòng cao đã biến đổi họ. Đến độ chúng ta thấy Phi-rơ, một người đã từng chối Chúa, đã được mạnh mẽ đứng lên và rao giảng Đức Chúa Giêsu, và 3.000 người được cứu. Ông được Chúa Ngài sử dụng, và ông dám nói thẳng vào mặt của những người có quyền để bỏ tù, để có thể giết ông. Mà ông nói rằng thà vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là người ta. Ông có một sự dạng dĩ thánh ở trong ơn của Chúa. Bởi vì quyền năng ngũ tuần không thể dập tắt được ở trong đời sống của họ, luôn bày tỏ ra trong ơn của Chúa. Phi-rơ và Giăng cũng đã lấy quyền phép lớn của danh của Đức Chúa Giêsu, đã khiến cho người bại hơn 40 tuổi, đã hơn 42 tuổi đã được lành, và nhảy một cái cổ chân được chữa lành tức khắc. Rồi người này có thể vừa đi vừa nhảy múa vừa ngợi khen Đức Chúa Trời vào trong đền thờ để cùng thờ phượng với các môn đồ khác. Cảm ơn Chúa. Nhu cầu lớn lao của ngày hôm nay
đó là hội thánh được kinh nghiệm ngũ tuần một cách tươi mới. Và đây là ước mơ của tôi. Tôi nghe một số các mục sư ở tại Việt Nam đã có những cái phản ảnh, và tôi thấy rằng đây là điều mà chúng ta cần phải hoàn chỉnh. Đó là ngày hôm nay các mục sư ít nói về kinh nghiệm ngũ tuần này, ít nói về kinh nghiệm của việc mình nhận được báp têm trong Đức Thánh Linh để có thể rao giảng tin lành quyền năng của Chúa. Đây là một thiếu sót cần phải được hoàn chỉnh. Cho nên hỡi tất cả anh chị em yêu dấu của tôi, nếu đây là điều kiện khiến cho hội thánh đầu tiên đã kết quả và được Chúa ngài sử dụng, thì chúng ta ngày hôm nay chúng ta cũng phải tấn tới và đón nhận quyền năng ngũ tuần ở trong đời sống của chúng ta. Nhớ, tôi muốn nói đến quyền năng ngũ tuần theo như Kinh Thánh, chứ không phải là chúng ta theo hệ phái ngũ tuần. Mà chúng ta kinh nghiệm được quyền năng của ngày ngũ tuần mà Đức Thánh Linh đã giáng lâm, Đức Thánh Linh đã giáng trên, và người ta được mặc lấy quyền phép vào trong ơn của Chúa. Xin Chúa ngài ban ơn. Ước mơ của tôi là Chúa ngài sẽ cho Hội Thánh Việt Nam của chúng ta sẽ có 1 triệu cơ đốc nhân là những người được báp têm trong Đức Thánh Linh, được mặc lấy quyền phép. Thì như vậy, cái niềm hy vọng của chúng ta, dân tộc của chúng ta được cứu sẽ ở trong tầm tay của chúng ta. Anh chị em thử hình dung 120 người đã được báp têm trong Đức Thánh Linh, được đầy dạy Đức Thánh Linh. Họ đã ra đi và làm đảo lộn thế giới trong thời bây giờ. Từ những con người tầm thường, từ những con người có thể là dốt nát, ít học, họ đã trở nên một hội thánh ảnh hưởng trên cả một đế quốc, và làm cho đế quốc này phải thoái vị. Và hội thánh của Chúa đã đứng vào trong cái vị trí, cái uy quyền cao nhất ở trong đế quốc La Mã trong lúc bây giờ. Cảm ơn Chúa. Họ đi đến đâu thì tin lành quyền năng của Chúa được rao giảng ra, người ta được cứu, người ta được chữa lành, người ta được giải cứu ở trong ơn của Chúa. Họ đi đến đâu, kết quả đến đó. Họ đi đến đâu thì công việc của vương quốc Đức Chúa Trời và tin lành quyền phép của Chúa đã được thể hiện ra. Và chúng ta thấy rằng kết quả đem lại, có những trường hợp như Philip, một chấp sự, nhưng mà khi ông đến thành Samari, ông đã khiến cho cả thành vui mừng, bởi vì ông chữa lành những người đau ốm trong danh Đức Chúa Giêsu, ông giảng Đức Chúa Giêsu cho họ. Và chúng ta thấy rằng kết quả là cả thành vui mừng đến với ông để nhận phước hạnh mà Chúa ngài dành ban trong tin lành cứu rỗi của Chúa. Ngợi khen Chúa. Rồi chúng ta thấy những trường hợp khác, khi quyền năng của Chúa ngài bày tỏ, người bại được lành, người chết được gọi sống lại, thì chúng ta thấy rằng vô số người đã quay trở lại cùng Chúa. Có những trường hợp cả thành, cả hai thành đã đến với Chúa, tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa, bởi vì những con người đã kinh nghiệm ngũ tuần một cách hết sức là phước hạnh đó. Xin Chúa ngài cho để những điều chúng ta quan sát và chúng ta thấy được ở trong đời sống của các sứ đồ của hội thánh đầu tiên, đẩy chúng ta vào trong cái chỗ để chúng ta chuẩn bị sẵn sàng để được Chúa ngài sử dụng chúng ta. Hãy đến với Chúa và đón nhận điều cha hứa. Cho nên anh chị em yêu dấu của tôi, thế nhân đang kêu cứu và đang cần những người đàn ông, đàn bà và những người thật sự bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Jesus Christ trong đời sống của họ để giúp đỡ cho người ta. Ô, thật là phước hạnh khi chúng tôi đứng ở trên bục giảng, nhìn xuống một hội chúng theo như anh em cho biết trên dưới 1.300 người ở trong kỳ bồi huấn ở tại Cà Mau, thì hơn 2/3 chạy lên để đón nhận những điều mà Chúa ngài muốn ban cho họ: giải cứu, ban quyền năng, phục hồi, giúp đỡ, để anh em của chúng ta có thể ra đi và trở nên những nhân chứng hiệu quả cho Chúa. Lòng tôi tràn đầy sự vui mừng vì biết rằng Đức Chúa Trời sẽ dùng họ, vì họ có một tấm lòng khao khát. Họ đã đi những đoạn đường xa, họ đã trả những cái giá để có mặt tại đó, và Chúa ngài chắc chắn đã đổ vinh quang của ngài ở trên các anh chị em để ra về trong phước hạnh của Chúa. Và tôi tin rằng Chúa ngài cũng muốn làm cho chúng ta trong ngày hôm nay, để chúng ta có thể kinh nghiệm được phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Vì thế nhân đang kêu cứu, cái ốm đau bệnh tật đang giày xéo những thân thể, và chúng ta có thể có ơn quyền của ngài để chúng ta có thể giúp đỡ họ. Có những người đã bị quỷ hành hạ họ, kiểm soát đời sống họ, cướp tay lái của họ, khiến cho họ không sống cho chính mình được nữa, nhưng mà bị ảnh hưởng, chi phối bởi tà linh, quế linh ở trong đời sống của họ. Họ đang cần được giải cứu. Cho nên hãy để Chúa ngài mặc lấy quyền phép của ngài ban phước trên đời sống của chúng ta, cho chúng ta có được một lòng giản dị, cho chúng ta có một đức tin không nao núng,
để chúng ta có thể trở nên những khí cụ sắc bén ở trong tay của Chúa. Hầu Chúa có thể sai phái chúng ta đi ra và nhiều người sẽ được phước của Chúa xuyên qua cuộc đời của chúng ta. Anh chị em có thể đặt câu hỏi là như vậy thì làm sao tôi có thể được bắt tem trong Đức Thánh Linh? Trước nhất chúng ta định nghĩa, bắt tem Đức Thánh Linh là kinh nghiệm chúng ta lần đầu tiên được đầy dạy Đức Thánh Linh. Bắt tem Đức Thánh Linh là điều mà Chúa Cha đã hứa. Tận ở trong lời của tiên tri Gioan, đó là trong những ngày cuối rốt, Ngài sẽ đổ thần của Ngài trên mỗi loài xác thịt. Khi Chúa Ngài dầm thấm ở trên chúng ta, Chúa Giêsu nhắc đi nhắc lại về điều này, và Ngài cũng đã phân biệt dân sẽ làm bắt tem cho các người bằng nước, nhưng trong ít ngày các người sẽ được bắt tem bằng Đức Thánh Linh. Bắt tem làm hình ảnh mà chúng ta thấy được nhận chìm ở trong một khối lượng nước. Khi dân làm bắt tem bằng nước, người ta được nhúng ở trong nước ướt sũng, nhận chìm ở trong nước, bước ra trong một con người được Chúa Ngài tha thứ, sẵn sàng để đón nhận công tác của đấng chịu sức giàu trên đời sống của họ. Bắt tem bằng Đức Thánh Linh cũng là hình ảnh để chúng ta thấy chúng ta được nhận chìm ở trong chính mình Đức Chúa Thánh Linh và sự hiện diện quyền năng của Ngài. Để khi chúng ta bước ra khỏi cái kinh nghiệm đó, chúng ta được ướt sũng, chúng ta đi đến đâu thì chúng ta thấy rằng công việc của Đức Thánh Linh được thể hiện đến đó. Chúng ta được dầm thấm ở trong Đức Thánh Linh. Có những bước chúng ta cần làm để chúng ta có thể kinh nghiệm được. Thứ nhất, chúng ta cần ăn năn và đoạn tuyệt với tất cả những liên hệ với tội lỗi, với bùa ngải, với các tà thần của thế giới tối tăm, bằng cách chúng ta ăn năn ở trước mặt Chúa và bằng cách chúng ta công bố đoạn tuyệt với những công việc của tội lỗi. Nếu trước đây chúng ta đã từng có bùa, có ngải trong đời sống mình, công bố chúng ta khước từ nó và đoạn tuyệt với nó. Nhân danh Đức Giêsu, chúng ta công bố chúng ta không thuộc về ở dưới quyền kiểm soát của nó nữa. Bởi vì chúng ta ăn năn trở lại cùng Chúa, huyết Đức Giêsu rửa chúng ta sạch hết mọi điều gian ác. Chúng ta đón nhận điều mà Chúa Giêsu Ngài đã làm cho chúng ta. Ngài trút phế hết tất cả những quyền lực đó. Hầu như chúng ta sẵn sàng để có thể đón nhận Thánh Linh của Chúa kiểm soát cai trị đời sống của chúng ta. Cho nên bước thứ nhất, chúng ta ăn năn, chúng ta đoạn tuyệt với tất cả những điều ngăn trở đó đã từng liên hệ đến thế giới tối tăm, có những khế ước, có những cái khấn hứa. Chúa Giêsu đã nộp hết tất cả những điều đó ở trên thập tự giá với Ngài rồi. Chúng ta bây giờ có thể nhận điều Chúa Giêsu đã làm xong cho chúng ta để nhận được sự tự do, để nhận được trong đời sống của chúng ta một trạng thái chúng ta có thể sẵn sàng để có thể nhận được Đức Thánh Linh Ngài tuôn đổ. Chúng ta được nhận chìm ở trong sự hiện diện của Ngài. Thứ hai, chúng ta cần tin, xin và tiếp nhận. Tin rằng điều Cha hứa là điều tuyệt vời mà chúng ta cần phải kinh nghiệm cho bằng được. Chúng ta xin Chúa Ngài tuôn đổ trên chúng ta điều Cha hứa ở trong ơn của Chúa. Và chúng ta nhận. Chúng ta nhận món quà quý báu, sự ban cho của Đức Thánh Linh cho đời sống của chúng ta. Thứ ba, chúng ta xin Đức Giêsu là đấng làm bắp tem bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Xin Chúa đến và nhận chìm chúng ta ở trong Đức Thánh Linh. Xin Chúa đến và đổ lửa của Ngài ở trên đời sống của chúng ta. Và cuối cùng, chúng ta đón nhận ở trong đức tin. Đây là bốn bước cần thiết để chúng ta có thể kinh nghiệm được. Nên hỏi anh chị em của tôi là những người muốn được Chúa Ngài sử dụng, muốn thấy được cuộc đời của mình cũng giống như các sứ đồ, các môn đồ trong hội thánh đầu tiên đã ra đi và thay đổi thế giới của họ trong lúc bấy giờ và ảnh hưởng cho đến ngày hôm nay. Hãy đón nhận kinh nghiệm ngũ tuần mà Chúa Ngài ban cho chúng ta, để chúng ta sẽ trở nên những khí cụ hữu dụng và trọng tài của Chúa. Cảm ơn Chúa trong thời giờ này. Xin anh chị em, những ai khao khát được bắt tem trong Đức Thánh Linh, sẵn sàng đến với Chúa bằng cách chúng ta ăn năn về những tội lỗi, khước từ và đoạn tuyệt với những công việc của thế giới tối tăm mà trước đây, trước khi tin Chúa, chúng ta đã từng khế ước, đã khấn hứa, đã liên hệ, để Chúa Ngài có thể ban phước trên chúng ta. Và đối với các con cái của Chúa đã được kinh nghiệm báp-têm Đức Thánh Linh, và trong những ngày qua chúng ta thấy có những tội lỗi xen lẫn vào và chúng ta đã mất đi cái phước hạnh mà chúng ta đã từng kinh nghiệm, hôm nay chúng ta có thể đến và xin Chúa tái đổ đầy trên đời sống của chúng ta và trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Hãy chuẩn bị sẵn sàng ăn năn, khước từ những công việc của thế giới tối tăm và sẵn sàng để đón nhận ở trong ơn của Chúa. Tôi xin phép được cầu nguyện cho anh chị em và sau đó hướng dẫn anh chị em tiến vào để nhận kinh nghiệm ngũ tuần, được bắt em trong Đức Thánh Linh trong thời giờ này.
Cha dối con cảm ơn Ngài vì Chúa Thánh Linh đã ban phước để bác sĩ Luca đã ghi lại cho chúng con những điều tuyệt vời ở trong sách Công vụ Các Sứ Đồ, để chúng con có thể thấy được những cuộc đời được biến đổi, những cuộc đời được Chúa Ngài ban ơn của Ngài để có thể kết quả một cách hết sức là phước hạnh và lạ lùng như vậy. Cảm ơn Chúa vì Ngài đang khích lệ và kéo chúng con vào trong chỗ để chúng con có thể sẵn sàng đón nhận ơn của Chúa, sự tiếp trợ từ Ngài, sự trang bị của Ngài để chúng con có thể được Chúa Ngài sử dụng. Cảm ơn Cha, cảm ơn Cha. Xin huyết của Đức Chúa Giêsu tha thứ chúng con những tội lỗi mà chúng con đã phạm, có những chỗ chúng con đã thỏa hiệp với thế gian này. Xin Chúa huyết của Ngài rửa sạch hết những gian ác đó. Cảm ơn Chúa vì những gì Chúa Ngài đã làm xong tại thập tự giá, khi Ngài đã đóng đinh tất cả những khế ước, tất cả những giấy tờ nghịch cùng chúng con, mà nộp ra một cái tỏa tường giữa thiên hạ với chính Ngài khi Ngài chịu đóng đinh trên thập tự giá. Giờ đây chúng con đón nhận sự tha thứ của Chúa, sự ban phước của Ngài, để chúng con có thể sẵn sàng và đón nhận sự ban cho của Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa quý Đức Chúa Giêsu rửa sạch mọi gian ác của chúng con. Thời giờ này Chúa giàu, chúng con sẵn sàng để đón nhận. Chúng con tin về điều Cha hứa. Chúng con xin Cha ban điều Cha hứa. Và chúng con tiếp nhận điều Cha hứa trong thời gian này. Anh chị em mở lòng ra, sẵn sàng để đón nhận. Là Chúa Giêsu, là Đấng làm báp têm bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa, con cầu nguyện trong thời gian này, xin Chúa đến gặp gỡ mỗi anh chị em chúng con trong buổi học Kinh Thánh này, ở khắp mọi nơi, ngay tại chỗ chúng con đang đứng, đang ngồi, đang ở trong vị trí sẵn sàng để đón nhận. Xin đến Chúa giàu ngay trong giờ này, nhận chìm chúng con ở trong Đức Thánh Linh. Cảm ơn Chúa. Bằng lửa từ trời đánh dấu đời sống của chúng con kể từ ngày hôm nay là nơi mà Chúa ngự. Chúng con trở nên một đền thờ di động. Chúng con có sự hiện diện của Chúa và mang sự hiện diện của Chúa đi khắp mọi nơi, đi cùng với chúng con. Con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Ngài khen Chúa. Xin giờ này Đấng làm báp têm bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa, xin báp têm cho anh chị em chúng con ngay giờ này. Chúng con ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng con đón nhận trong đức tin dựa trên lời của Ngài ngay trong giờ này. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Tôi thấy Chúa Ngài đang tác động trên anh chị em. Hãy vui mừng và đón nhận trong ơn của Chúa. Hoan nghênh và chào đón sự đầy dạy Đức Thánh Linh ở trong thế gian này. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì Ngài đang gặp gỡ anh chị em chúng con, đang ban phước trên chúng con, đang đóng đầy chúng con, đang nhận chìm chúng con trong Thánh Linh. Chúng con ngợi khen Ngài. Chúng con chúc tụng Chúa. Anh chị em tôi hãy được đầy dạy Đức Thánh Linh ngay thời gian này. Cảm ơn Chúa. Hãy Chúa xin kích hoạt và khai phóng các ân tứ quyền năng của Ngài trên anh chị em chúng con trong thời gian này, để chúng con trở nên những khí cụ hữu dụng và trọng tài của Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúc tụng Ngài. Ngài khen Chúa chúng con. Có những biểu hiện mà Chúa Ngài ban cho trong thời gian này, cho em cảm nhận được quyền năng của Đức Thánh Linh đang đến ở trên đời sống, trên thân thể của anh chị em. Một trong những điều Chúa Ngài ban cho đó là tiếng mới. Nếu trong thời gian này anh chị em thấy có một cái gì đó đang sủi bọt và đang trào dâng từ nơi bên trong của chúng ta, trong tâm linh của chúng ta, đang trào dâng lên tới thanh quản của chúng ta, hãy bắt đầu nói như Đức Thánh Linh cho mình nói. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Ngợi khen Chúa.
Hallelujah. Ngài khen Chúa của chúng con. Chúc tụng Ngài. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng con đón nhận và quyết tâm đồng hành, bước đi trong sự dẫn dắt đầy dẫy và chi phối của Thánh Linh. Thì kể từ ngày hôm nay, chúng con trở nên những khí cụ hữu dụng ở trong tay của Ngài. Cảm ơn Chúa, và Ngài và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, anh chị em nhận được. Chúng tôi xin chúc mừng anh chị em, những người đang đặt mình vào trong vị trí để Chúa có thể sử dụng đời sống của chúng ta cho vinh quang của Ngài. Tôi xin Chúa Ngài ban ơn anh chị em tiếp tục trải nghiệm được sự đông đầy của Chúa trong đời sống của chúng ta. Hãy sống với giây phút này và lặp đi lặp lại kinh nghiệm này trong đời sống của chúng ta, làm quen với sự hiện diện và sự sức giàu quyền năng của Đức Thánh Linh, để chúng ta sẵn sàng ban cho, sẵn sàng để quyền năng của Chúa tuôn đổ xuyên qua chúng ta để đáp ứng nhu cầu của những người mà Chúa Ngài sai phái chúng ta, được gặp gỡ họ, được phục vụ họ. Cầu cho nước của Chúa được đến và ý của Ngài được nên trên đời sống của họ, gia đình của họ, ở trong ơn của Chúa. Tạ ơn Ngài. Tôi xin chúng ta ban ơn cho anh chị em bước đi trong ơn quyền của Chúa. Và chúng ta sẽ gặp lại ở trong ơn của Chúa trong các buổi học kế tiếp. Chúc bình an. Shalom. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.